Xin chào quý vị và các bạn đã trở lại với Tech One Channel. Trên tay mình đây là chiếc Samsung Galaxy A7 phiên bản năm 2016. Và ngày hôm nay mình sẽ cùng các bạn làm một bài đánh giá chi tiết về camera của em nó. Như bài đánh giá lần trước của mình đã nói đến thì camera của Samsung Galaxy A7 khác cùi so với giá 11 triệu của nó. Smartphone của Samsung được trang bị camera sau là 13 megapixel và camera trước là 5 megapixel. Về camera trước thì theo mình đánh giá là khá ổn, kèm theo đó là các hiệu ứng làm mịn da, beauty, bóc mặt khiến cho bức ảnh tự sướng của bạn đẹp mắt hơn. Chất lượng thì tương đương với sản phẩm Samsung Galaxy Note 5 hay là S6. Còn camera sau của A7 vẫn được trang bị tính năng như là tự động, chuyên nghiệp, toàn cảnh, chụp liên tục, chụp HDR và chụp ban đêm. Hơn thế nữa, nó còn có các filter màu cho bức ảnh của bạn nhìn nghệ thuật hơn. Nhưng theo mình đánh giá thì độ cân bằng trắng của Samsung Galaxy A7 chưa tốt, khiến bức ảnh lệch màu hoàn toàn nếu như chỉnh white balance. Với chất lượng ánh sáng chỉ cần thay đổi một chút thôi thì chúng ta sẽ có một cái màu sắc với chất lượng không tương đồng với nhau. Và sau đây sẽ là một số bức ảnh để chụp trên chiếc Samsung Galaxy A7 này. Tóm kết lại thì camera sau 13 megapixel của Samsung Galaxy A7 phiên bản năm 2016 chỉ mang lại cho chúng ta một bức ảnh tạm ổn, nhưng bù lại là khả năng tự sướng góc rộng ở camera trước không thua kém như các sản phẩm cao cấp như là S6 hay là Note 5. Còn các bạn nghĩ sao về camera của em đó? Hãy để lại comment ở phía bên dưới. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. À, nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ bọn mình ra những clip hay hơn và sắc hơn nhé. Xin cảm ơn.